Với các em bé dưới 6 tháng tuổi đang uống sữa mẹ hoàn toàn ấy, thì nếu như không uống Orezon thì có tim mẹ hoàn toàn thiếu được không ạ bác sĩ? À, khi mà con có tình trạng tiêu chảy mãn lúc rồi thì cần phải bổ sung bạn ấy bằng Orezon. Mình vẫn cho bạn uống Orezon nhé, và vẫn tích cực cho bạn bố mẹ, vẫn tích cực cho bố mẹ, nhưng mà vẫn trong bù Orezon.